Nhà hàng Lục Đình Ký 1. Nhà hàng Lục Đình Ký 1 có nhiều các món ăn ngon và hấp dẫn như cơm tay cầm, hủ tiếu mì, phở áp chảo, mì xào giòn, cơm chiên, cháo gà, cháo cá, cháo thập cẩm, canh hầm thuốc bắc và cao quy linh. Đặc biệt lẩu dê ngon không chỗ chê, free nước mát. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ tối. Nhà hàng Lục Đình Ký 1, tọa lạc tại 9812 Bosa Avenue, Westminster, ngay góc đường Bosa và Brookes. Số điện thoại là 714-839-6813, 714-839-6813. Nhà hàng Lục Đình Ký 1 xin kính mời. Xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị Queen's Secret. Queen's Secret là một tiệm mỹ phẩm có đầy đủ tất cả các loại sản phẩm độc đáo dành riêng cho phụ nữ. Bột ngâm Be Honeymoon Again, ngâm trong nước ấm làm cho săn chắc, thu nhỏ âm đạo, khử mùi hôi và phòng ngừa nhiễm trùng. Được bào chế tại Hoa Kỳ, 100% không hóa chất, không phản ứng phụ, an toàn khi sử dụng. Và tất cả các loại make-up kem dưỡng da sản xuất tại Hoa Kỳ và đại hàng, hàng thật, tốt 100%. Chúng tôi phục vụ giá rẻ, discount có quà tặng. Queen's Secret tọa lạc tại 9200 Bosa Avenue dưới lầu trong thương xá Phước Lộc Thọ. Queen's Secret xin hân hạnh phục vụ tất cả quý khách, giao hàng tận nhà trên toàn cầu. Đến với Queen's Secret là sự lựa chọn thông minh nhất. Số điện thoại là 714-234-9161, 714-234-9161 hoặc 714-487-7957, 714-487-7957. Queen's Secret xin hân hạnh phục vụ quý khách gần xa. Nhà hàng Trương Dương lẩu All You Can Eat mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu 5 giờ chiều đến 11 giờ tối, thứ Bảy Chủ Nhật 3 giờ chiều đến 11 giờ tối, thứ Hai thứ Năm 13 đồng 95 một phần, thứ Sáu thứ Bảy Chủ Nhật 16 đồng 95 một phần, từ thứ Hai đến thứ Năm, quý khách trên 65 tuổi được bớt 30%. Nhà hàng Trương Dương lẩu All You Can Eat tọa lạc tại 12342 Brookes Street, Garden Grove, 92843, 714-512-8088. 714-512-8088. Nhà hàng Trương Dương lẩu All You Can Eat, đầu bếp Andy Trần xin kính mời. Thu Hồng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 57.3. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau bước vào chương trình Tình Nguyện Xứ với bạn Đình Nguyên, với những mẫu chuyện vui. Đình Nguyên, Alright. Trở lại với những mọi chuyện vui. Ủa sao chưa kể mà đã vui rồi? Nó vui từ trong bụng, nó chú vui lên phải không? Mình phải làm sao cho khán giả thấy vui liền. Ok. Thường thường mình thấy rằng mình hay có cái bệnh là hay nổ, đúng không? Có không? Có đó. Chứ là nói Việt Nam mình cũng hay có chút xíu nổ ha. Chút xíu hả? Đã, giống như mình cắt cỏ mà nếu mình làm kỹ sư vậy đó. Ok. Thì hôm nay Đình Nguyên chia sẻ một số chuyện vui nó liên quan tới những cái vấn đề đó. Ok. Mời Đình Nguyên. Có ba anh chàng này nổi danh là rất là hay là nổ lắm nha. Hay khoe khoang lắm. Thì có hai anh gặp mặt trước. Thì anh này nói là mày có biết không? Một ngày tao có thể ăn 20 cái trứng. Ăn 20 cái trứng gà. Ok. Đó. Rồi. Anh kia nó trời ơi chuyện 20 nhỏ. 20 trứng mà ăn thua gì? Tao là 50 trứng đây nè. Ok. Không thấy gì hết trơn nữa. Ok. Xong cái một cái thằng đâu chạy lại nghe lén khoé gì đó không biết. Hai thằng này đứa nổ quá 20, rồi. Đứa 50. Trời ơi tao còn ngon lành hơn. 200 trứng một ngày đó. Oh my god. Đó, ăn được tới 200 trứng rồi, luôn. Không nổ, thấy gì. Thằng nào nổ đúng. Hai thằng kia nó tức quá đó. Mày ăn cái trứng gì? Tao ăn trứng cá. Bụng gì là hết mấy đồng trứng còn không hết chưa rồi. Vỗ tay thì cũng có lý, đúng rồi. Trứng cút cũng bự nè, cũng lớn nè, mà trứng đó. Gà còn lớn dữ nữa. Chứ hai thằng nó nghi ngờ rồi, tức là trứng con cá một bọc nó bị lớn còn mấy trăm trứng trong đó phải không? Hay quá, nổ nhưng mà đúng rồi. Lý Văn Hoàng kia nổ xạo thua luôn. Rồi mời Đình Nguyên thêm một chuyện nữa. Cái chuyện thứ hai đó là cái chủ đề, cái tên của cái chuyện đó là quá khả năng. Nó liên quan tới nghệ sĩ, ca sĩ nè. Ờ vậy hả, quá khả năng luôn. Nói về những người mà ca hát đó, ca sĩ, nghệ sĩ. Thì có cái cô này với cái anh này là hai người bạn rất là thân. Cái cô này cô nói, cô rất là thích hát. Cô nói với cái anh này, ê, một ngày nào đó tao sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Du có thể làm người bảo vệ cho My được không? Nói với cái anh chàng này. Hai bạn thân nhau mà giờ cổ nói cổ nổi tiếng, cô kêu anh này làm gạt đờ co. Là bảo vệ cho tôi được không? Cái tựa là gì quên rồi. Quá khả năng. Quá khả năng, ok. Rồi, anh này trả lời sao? Anh nói, kho bộ hơi khó. Tại sao? Tại vì anh nói là nếu một hai người mà làm cái chuyện bất lợi với cổ ấy, thì anh còn bảo vệ được. Đúng rồi. Nhưng mà toàn bộ khán giả thì sao đây? Hết chưa? Hết rồi. Hay quá, hay quá. Tức là cái này nghĩa ngầm.
Nghĩa ngầm tức là nói nhẹ nhẹ phải biết, tức là cái cô này quá quá dở. Khán giả lên tấn công, tức là ảnh chơi lại cái bụp. Ok, quý khán giả đang thưởng thức hai mẫu chuyện vui rất là dễ thương do bạn Đình Nguyên của chúng ta vừa kể qua. Và quý khán giả cũng đang ở trong chương trình Tình Người Biển Xứ được chiếu hàng tuần trên băng tần 57.3 vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư. Ngoài đóng góp ý kiến xin gọi cho Thu Hồng 714-417-1030. Đình Nguyên, cảm ơn Thu Hồng rất là nhiều. Và tiếp tục chương trình, tự nhiên thay đổi không khí một chút xíu. Giờ không kể chuyện vui nữa. Gửi quý vị một bài nhạc. Và quý vị cũng biết rằng trong những bài tăng nhạc bây giờ nó hay có cái phong trào là nói về một chuyện tình nào đó. Và đặc biệt là cái dòng nhạc bolero thì được quý khán giả yêu thích rất là nhiều. Tự nhiên bây giờ người ta lại thích cái dòng nhạc bolero. Nhạc xưa trở lại, nhạc bolero. Thì ngày hôm nay, tự nhiên gửi quý vị nhạc phẩm Hồi Chuông Sớm Đào của nhạc sĩ Anh Băng. Xin mời cùng thưởng thức. Kể lại chuyện xưa lưu bút trong nhật ký. Chiều nay nghe hồi chuông sớm đạo vẫn nhớ thương và buồn. Chuyện mười năm trôi qua khi em còn đến trường, tuổi đời đẹp như thơ, hoa bướm mộng. Ngày xưa tôi còn dài khờ, yêu em chẳng dám hẹn hò đôi câu. Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều, tấm thề buộc treo lên, yêu quá là yêu. Ngày xưa tôi còn dài khờ, thương em chỉ nhớ nụ cười môi em. Trường em ngó qua gác chuông nhà thờ, chủ nhật em xem lên tôi học bài vu vơ. Giờ tăng lên hai đứa chung đường về, em thẹn thùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi mười năm trôi em, hoa trắng cài áo tím, không từ giá một lời. Từng hồi chuông sớm đạo rộn ràng mừng thanh lễ, áo tím ngày vui. Kể lại chuyện xưa lưu bút trong nhật ký. Chiều nay nghe hồi chuông sớm đạo vẫn nhớ thương và buồn. Chuyện mười năm trôi qua không thêm còn đến trường, tuổi đời đẹp như thơ, như bóng mộng mơ. Ngày xưa
tôi học thì lời thương em chẳng dám hẹn hò đôi. Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều, tóc thề buộc treo leo, yêu quá là yêu. Ngày xưa tôi học thì lười, thương em chỉ nhớ nụ cười môi em. Trường em ngó qua gác chuông nhà thờ, chủ nhật em xếp lên tôi học bài vũ. Giờ tan đây hai đứa chung đường về, em thẹn thùng không nói, tôi đứng lại không đi. Rồi mười năm trôi êm, hoa trắng cài áo tím, không từ giã một lời. Từng hồi chuông sớm đạo rộn ràng mừng thanh lễ, áo tím ngày vui quy. Từng hồi chuông sớm đạo rộn ràng mừng thanh lễ. Có thấy là bạn Đình Nguyên của chúng ta nhiều tài chưa? Vừa tân nhạc nè, rồi vừa cổ nhạc, rồi vừa chuyện vui nữa. Giờ Thu Hồng được quyền đi vacation lâu dài hạn. Tại thường thường đi vacation Thu Hồng ít có ở lâu lắm, chừng đi vắng một lần thôi, mà lúc này có bạn Đình Nguyên chắc vắng tháng luôn. Quý khán giả vừa nghe bản nhạc của bạn Đình Nguyên hát rất là hay, rất là dễ thương. Thu Hồng xin mạn phép tạm ngưng chương trình trong giây lát. Chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin quý khán thính giả đừng rời băng tần 57.3.